Giữa lúc cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ đang đến gần, số lượng cử tri đăng ký bỏ phiếu đang phá kỷ lục, thể hiện mối quan tâm ngày càng tăng của người dân đối với những chính sách của chính phủ nhiệm kỳ tới. Thống kê của Tổ chức Hỗ trợ Đăng ký Bỏ phiếu Vote.org cho thấy, ngày đăng ký cử tri quốc gia hôm 17 tháng 9 có hơn 150.000 người đăng ký trên trang này, con số cao chưa từng thấy. Cách đây 2 tuần, có đến 337.826 người nhấn vào đường link trên tài khoản Instagram của ngôi sao ca nhạc Taylor Swift để được điều hướng đến trang đăng ký bỏ phiếu tại tiểu bang của họ. Dù ca sĩ này ủng hộ Phó Tổng thống Kamala Harris, những người truy cập không cần cung cấp thông tin đảng phái và Vote.org hay Swift cũng không theo dõi quá trình đăng ký đảng phái của họ. Theo Vote.org, một tỷ lệ lớn những cử tri mới đăng ký là người trẻ, trong đó có nhiều người lần đầu bỏ phiếu. Nhóm dưới 35 tuổi chiếm tới 81% số cử tri đăng ký hôm 17 tháng 9, với số lượng người là 18 tuổi tăng đáng kể, cao hơn 53% so với cùng kỳ cách đây 4 năm. Về những điều quan tâm hàng đầu của cử tri, một khảo sát mới đây cho thấy nhiều người tập trung vào các vấn đề kinh tế, y tế, nhập cư, phá thai và chính sách về súng đạn, trong khi một số quan tâm đến chính sách đối ngoại của Mỹ. Trước cuộc bầu cử, không có cách biệt lớn từ người dân đối với hai ứng cử viên là Phó Tổng thống Harris và cựu Tổng thống Donald Trump về vấn đề kinh tế. Khảo sát cho thấy tỷ lệ ủng hộ cho mỗi ứng cử viên đều khoảng 40% đối với câu hỏi ai sẽ làm tốt hơn về kinh tế. Trong khi đó, khoảng 10% chưa tin tưởng vào ứng viên nào về chính sách kinh tế. Khoảng 80% cho rằng kinh tế là một trong những vấn đề quan trọng nhất khi họ cân nhắc bỏ phiếu. Giới quan sát cho rằng, hậu quả của tình trạng lạm phát tăng đột biến vào năm 2022 lên mức cao nhất trong 4 thập niên đã ảnh hưởng đến cuộc bầu cử tổng thống năm nay. Đối với các vấn đề khác, hơn 50% người tham gia khảo sát cho rằng y tế là mối quan tâm hàng đầu, trong khi gần 50% quan tâm những vấn đề tội phạm, nhập cư, chính sách về phá thai và súng đạn. Chỉ khoảng 1/3% xem biến đổi khí hậu là vấn đề quan trọng và 1/4 xem chính sách liên quan đến xung đột Hamas-Israel của các ứng cử viên sẽ tác động lên lá phiếu của họ. Khảo sát được tiến hành từ ngày 12 đến 16 tháng 9 với sự tham gia của 1.771 cử tri có đăng ký với biên độ sai số cộng trừ 3.4%. Thực tế, việc xứ sở cờ hoa chọn ứng cử viên nào làm tổng thống có liên quan rất lớn đến chính sách kinh tế của ứng cử viên đó, bởi đây luôn là ưu tiên hàng đầu đối với cử tri Mỹ. Cả hai ứng cử viên cho vị trí chủ nhân Nhà Trắng hiểu rõ và đều đang nỗ lực khẳng định bản thân là lựa chọn tốt nhất cho nền kinh tế Mỹ. Giới truyền thông quốc tế nhìn nhận, nếu tầm nhìn kinh tế của Tổng thống Joe Biden và người tiền nhiệm Donald Trump hoàn toàn khác biệt, thì sự tương phản giữa ông Trump và Phó Tổng thống Kamala Harris gần như chói mắt. Dù bị ảnh hưởng nhiều bởi chính sách hiện tại, nhưng bà Harris đang cố gắng thiết lập và nhấn mạnh một số kế hoạch kinh tế của riêng mình, trong đó thể hiện sự sẵn sàng thoát khỏi cách giải quyết của chính quyền đương nhiệm trong một số vấn đề then chốt. Trong khi đó, ông Trump đang nỗ lực gấp đôi so với chương trình nghị sự nhiệm kỳ đầu tiên của mình. Kể từ khi bà Harris thay thế Tổng thống Biden trở thành ứng cử viên Đảng Dân Chủ, bà đã công bố các đề xuất đi xa hơn của chính phủ đương nhiệm trong việc hỗ trợ người Mỹ có thu nhập thấp và trung bình bằng cách làm cho nhà ở trở nên hợp túi tiền hơn, giảm chi phí chăm sóc trẻ em, hạn chế tình trạng tăng giá và giảm chi phí thuốc, theo toa, cùng nhiều biện pháp khác. Mới đây, Phó Tổng thống Harris đã chính thức đưa ra một loạt quan điểm chính sách mới lên trang web chiến dịch tranh cử, trong đó nổi bật là các đề xuất như cung cấp 25.000 đô la Mỹ cho những người mua nhà lần đầu, khoản tín dụng 6.000 đô la Mỹ cho trẻ sơ sinh, giảm thuế 50.000 đô la Mỹ cho các doanh nghiệp nhỏ mới thành lập, hay công bố rõ mức thuế 28% đối với những người có thu nhập hơn 1 triệu đô la Mỹ, thấp hơn mức 39.6% do Tổng thống Joe Biden đề xuất cho ngân sách năm 2025. Tuy nhiên, giới phân tích kinh tế cho rằng, hầu hết các đề xuất đều có ít cơ hội được Quốc hội gọi vốn chia rẽ chấp thuận, dù một số ý tưởng về nhà ở và chăm sóc trẻ em có thể được đồng tình. Ngoài ra, theo phân tích của một số chuyên gia, cũng có những đề xuất cần phải tính toán lại, chẳng hạn như khoản thanh toán 25.000 đô la Mỹ cho người mua nhà có thể đi kèm với một nhược điểm lớn vì sẽ đẩy doanh số bán nhà và nâng giá bất động sản. Trước mắt, trong cuộc đua với ông Donald Trump, một số lập trường của Phó Tổng thống được đánh giá là phá cách, dường như thách thức nhận thức của gần một nửa số cử tri tiềm năng khi bà thể hiện sự sẵn sàng đi theo hướng trung dung, chẳng hạn việc từ bỏ sự ủng hộ đối với lệnh cấm khai thác khí đá phiến và ủng hộ mức thuế thu nhập vốn thấp hơn của chính quyền đương nhiệm đối với những người Mỹ rất giàu có. Sau tuần trăng mật chính trị, ngọt ngào từ khi nhận chuyển giao với vai trò ứng viên Đảng Dân Chủ, đà tăng tiến của bà Harris đã chậm lại đôi chút. Trong khi đó, dù ông Trump vừa trải qua một thời gian bị đánh giá không khởi sắc, song cựu Tổng thống vẫn cho thấy sự bền bỉ đáng gờm hơn.
Ông Trump công bố rõ mục tiêu kéo dài và mở rộng các đợt cắt giảm thuế từ năm 2017, từ thời ông còn tại nhiệm cho hầu hết tất cả những người Mỹ, trấn áp mạnh tay hơn với tình trạng nhập cư bất hợp pháp, áp dụng thuế quan mới đối với hàng nhập khẩu và không ủng hộ phần lớn kế hoạch của Tổng thống Biden nhằm hướng tới một tương lai năng lượng sạch. Trong khi đó, bà Harris cũng có kế hoạch kéo dài một số đợt cắt giảm thuế của thời ông Trump, nhưng không dành cho các cá nhân và tập đoàn kinh tế giàu có, thậm chí tăng thuế mạnh tay đối với những người Mỹ giàu nhất, áp dụng thuế quan có mục tiêu hơn đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc và thắt chặt hạn chế nhập cư nhưng không mạnh tay và rộng rãi như ông Trump. Về vấn đề hàng nhập khẩu, trong khi ông Donald Trump vẫn kiên trì mục tiêu chính của sắc thuế này là khiến hàng nhập khẩu đắt đỏ hơn, từ đó thúc đẩy sản xuất trong nước. Quan điểm của bà Harris không cho thấy điểm mới, vì ngoài việc phê phán sắc thuế này sẽ đẩy giá tiêu dùng lên cao, cử tri còn muốn nghe bà giải thích tại sao chính quyền đương nhiệm, nơi bà đã phục vụ trong gần 4 năm qua, vẫn giữ nguyên các mức thuế từ thời ông Trump. Bà chưa đề xuất cách nào để giải quyết lạm phát, mối quan tâm hàng đầu của cử tri. Các cuộc thăm dò ý kiến tiếp tục cho thấy người Mỹ coi ứng cử viên Donald Trump là người quản lý kinh tế tốt hơn. Theo giới quan sát, điểm mà Phó Tổng thống Kamala Harris bị cho là yếu thế hơn liên quan đến khả năng xử lý các vấn đề trong kinh tế khi giá cả gia tăng và hàng hóa, vấn đề phát sinh vẫn đang khiến cử tri Mỹ vẫn chưa thể hài lòng với cách vận hành của chính quyền đương nhiệm, có vai trò không nhỏ của bà Harris ở đó. Sau cuộc tranh luận đầu tiên, giới truyền thông Mỹ có nhiều bài nhận định ứng viên của Đảng Dân Chủ đã áp đảo đối thủ, khéo léo khích tướng khiến ông Trump không giữ được bình tĩnh và lộ điểm yếu, đồng thời truyền tải thành công thông điệp về một tương lai tươi sáng cho đất Mỹ. Tuy nhiên, ở phía bên kia, nhiều người cho rằng cựu Tổng thống Trump là nhân tố quá quen thuộc trên chính trường Mỹ và đại bộ phận cử tri của nước này, trong đó có cả nhóm cử tri độc lập không còn lạ phong cách Donald Trump dù bị đối phương tô vẽ thế nào. Ông Trump được nhận định vẫn thể hiện lập trường cụ thể, thậm chí một số người đánh giá cao quan điểm thực tế của một nhà kinh doanh, dù cử tri vẫn muốn biết rõ ràng hơn những gì ông sẽ làm và đặc biệt là sẽ điều chỉnh tốt hơn so với nhiệm kỳ trước nếu được bầu lại. Trong khi về phương diện lập trường chính sách, nhất là chính sách điều hành kinh tế, bà Harris vẫn là ẩn số đối với đa số cử tri, nhưng bà đã không tận dụng được cơ hội mặt đối mặt hiếm hoi để khắc họa bản thân và các kế hoạch kinh tế của riêng mình, đồng thời làm xói mòn danh tiếng mà ông Trump có được nhờ thúc đẩy nền kinh tế Mỹ mạnh mẽ vượt qua COVID-19. Không như mong đợi, bà Harris vẫn mới chỉ nhấn mạnh những thay đổi về chính sách và hứa hẹn mà chưa giải thích về kế hoạch cụ thể là gì, để xóa bỏ nhận xét của giới phân tích rằng chiến dịch của bà chưa đủ thuyết phục khi vẫn thiếu chiều sâu và còn mơ hồ về các chính sách cứng rắn. Đây cũng chính là điểm bị ông Donald Trump công kích nhiều nhất, rằng những thay đổi quan điểm mới đây của bà Phó Tổng thống là không chân thành. Tất nhiên, một số tờ báo và tạp chí uy tín vẫn chọn cách thận trọng trong việc đánh giá về tương quan lực lượng khi nhận định rằng, về cơ bản, cả hai so kẻ sát nút và rất khó để dự đoán ai sẽ là chủ nhân của Nhà Trắng trong nhiệm kỳ tiếp theo. We have a shortage of housing supply.